Chào cả nhà, Hiền đang ở Tây Ninh, đây là nhà của mẹ của Hiền. Hiền nay là rằm tháng 7, lễ Vu Lan, Hiền về thăm mẹ. Thì Hiền kể cho mọi người nghe, sáng này vui lắm. Hiền đi ăn hủ tiếu ở ngay đầu hẻm á, thì có cái cô đó, cô hỏi: "Ủa con, lúc này con làm cái gì?" Nghe nói là mỹ phẩm đúng không? Cái Hiền mới giới thiệu về sản phẩm của mình. Hiền nói: "Dạ đúng rồi, bên con làm mỹ phẩm, con làm cho tập đoàn châu Âu. Sản phẩm bên con nó nhiều lắm cô, son, phấn nè, nước hoa, dầu thơm, nói chung là những cái gì mà cô làm đẹp á, chăm sóc từ đỉnh đầu tới gót chân luôn, bên con đều có hết, có gì cô mua ủng hộ con." Cái cô nói: "Thôi tao không xài mỹ phẩm mày ơi, từ đó giờ tao không có xài, có bao giờ nè mày nhìn thấy nè, cô bán ở đây từ sáng tới chiều có bao giờ mà cô son phấn hay là dưỡng da đâu, nhưng mà bên mày á, hình như có cái sản phẩm uống để khỏe đúng không? Tao thấy mẹ mày á, năm nay 70 tuổi rồi mà còn đi cúng, thì mẹ Hiền đi cúng á, từ ở nhà mà chạy ra tới cái thất á, là một cây mấy số, nhưng mà ngày nào mẹ Hiền cũng đi hết, mà đi á, mà là mẹ Hiền quỳ quỳ cúng chứ không phải ngồi nha, rất là khỏe. Cái mấy người mà đồng hương gọi là sao ta, mấy người mà đi cúng cùng á, là bạn bạn cúng á, thì mấy cô hỏi: "Trời ơi chị ơi, chị khỏe thiệt á, tôi ngồi hỏi hả tôi đau hai cái đầu gối hết trơn, còn chị quỳ nguyên từ cái buổi cúng cho tới hết buổi cúng là 1 tiếng đồng hồ các bạn, mẹ Hiền quỳ không luôn chứ không bao giờ mà ngồi giống như người khác. Mẹ Hiền năm nay là 70 tuổi rồi, cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mình đem cái sức khỏe về cho mẹ của mình, và hầu như ai cũng nói chị rất là khỏe, rồi hàng xóm cũng nói mẹ con khỏe lắm luôn á, bả còn hay hơn tao nữa, tao mới có năm mấy 60 tuổi thôi mà tao hả đi từ đây ra tới ngoài chợ tao còn mệt, còn mẹ mày đi tới Hàn Quốc, đi Nhật, đi tùm lum hết, nó khỏe lắm luôn á." Cái Hiền mới nói: "Dạ đúng rồi, tại mẹ con dùng cái sản phẩm wellness lâu rồi, tại vì con làm cho công ty này á, con hiểu về cái chất lượng sản phẩm, con hiểu về cái nguồn gốc sản phẩm và con rất là yên tâm, nên mẹ con dùng từ cái lúc mà con công ty con có sản phẩm này." Thì đây thì cả nhà thấy nè, nay Hiền về quê, ngoài đem bánh trung thu cho mẹ, đem niềm vui cho mẹ, rồi đem cả cái sức khỏe wellness cho mẹ. Mỗi lần á, là công ty chuyển thùng này, là mỗi lần là công ty chuyển, nhưng mà nay á, là mình phải đem về luôn, như đây là mẹ uống thoải mái đó, bởi vì Hiền rất là vui, nói chung là kiếm tiền nhiều nhưng mà vui nhất á, là mẹ ba mẹ mình khỏe, cái đó là cái niềm mà mình vui nhất, nói tới mẹ không khóc. Bởi vì cả nhà thấy á, ở dưới quê á, thật sự rất là nhiều người họ không có dùng mỹ phẩm, họ họ nghĩ tới mỹ phẩm là cái việc là son phấn, trang điểm hoặc là nước hoa, chứ họ không nghĩ mỹ phẩm là kem đánh răng hay là dầu gội đầu hay là sữa tắm. Nhưng mà các bạn nhớ ở dưới quê á, mấy cô đó, một ví dụ như một ngày mà người ta buôn bán nhiều á, người ta có tiền á, nhưng mà người ta không có xài, không biết xài cái gì hết á, tại người ta mua dầu gội đầu kem đánh răng ngoài chợ rất là rẻ, nhưng mà cái mà người ta quan tâm nhất đó là sức khỏe. Từ cái độ tuổi mà họ hiểu về sức khỏe là độ tuổi 30 cho trở về sau, nó họ quan tâm tới sức khỏe lắm, giống như bản thân của mẹ Hiền vậy đó. Mẹ Hiền có nhiều sức khỏe bởi vì những cái cô hàng xóm họ quan tâm lắm, bởi vì Hiền có một cái nguồn wellness mới rồi đó, mẹ Hiền sẵn sàng đi chia sẻ rất là nhiều đó. Các bạn thấy á, mình lúc nào cũng nhớ hết là tư vấn cho người ta không có dùng mỹ phẩm thì mình giới thiệu về sức khỏe, sức khỏe một bộ combo, giống như nay Hiền hai bán hai bộ, bán hai bộ luôn, một bộ có 2.340.000 thôi đó, nhưng mà người ta dùng cả gia đình và dùng hơn cả tháng, tại một hộp này uống 21 lần uống, một hộp này cũng 21 lần uống. Cái này á là mẹ Hiền uống nè, với lại em dâu uống nè, còn cái này á, là em trai uống này nè. Em trai của Hiền á, nó làm tổng đại lý ống nước rồi ống sắt, nói chung nhiều lắm, nó phải vận động bằng sức khỏe. Hồi đó là nó không có tin cái sản phẩm này đâu, kêu nó uống cái nó nói thôi uống ba tầm bậy tôi không uống. Cái sau này á, là nó biết hả, nó cà phê nè, nó hút thuốc nè, nên cái sức khỏe nó xuống trầm trọng luôn. Cái Hiền nói mày cứ tin tao đi, anh Hải uống nè, mày không tin tao thì mày tin anh Hải,
À, mày tin anh Thái nữa, tại mày thần tượng anh Hải với anh Thái, người ta rất là đàng hoàng. Nó cái bắt đầu nó uống, mà bây giờ hả về thấy cơ bắp cuồn cuộn luôn, trắng trẻo đẹp trai ra. Nó nói ừ tôi uống cái này tôi khỏe lắm, bởi vì chỉ cần hết cái bắt đầu nó tự nó đặt, tại vì nó có cái mã số luôn, nó tự nó đặt rồi công ty chuyển về cho nó. Bởi vì cả nhà thấy hãy đầu tư cho sức khỏe của mình nha. À, đây là mấy đứa cháu Planet Kids, còn mấy đứa lớn lớn tí thì nó uống Omega 3. Rồi tạm biệt cả nhà, Tôi chào các cháu. Trước đây thì cô cũng bệnh nhiều lắm. Hồi trước mà bé con thì sinh Paris á, là phải đi khám mỗi tháng đó, thằng là bệnh tim, bệnh khớp, ở bên tim á, thì khớp với huyết áp nên phải đi hòa hảo mỗi tháng nữa. Từ ngày mà biết cái wellness này nè, 4 5 năm rồi nha, uống tới giờ là chưa bị cảm nào trở lại. Cái này là mỗi ngày nè, sáng là ăn xong là uống một gói, còn cái này là đi chơi cũng đem theo, mà mỗi ngày là uống 2 ly, có khi 3 ly, cứ mỗi ngày mỗi uống vậy. Rồi đi cũng thoải mái, giờ đi khỏe khoắn lắm, không có gì hết. Quỳ á hả, cũng đây cúng rồi tụng kinh á, thì cũng cả tiếng đồng hồ, tiếng mấy rồi đó. Mà khỏe ra tụng kinh, có khi tụng bài kinh sám hối á, là 1 tiếng mấy cũng không sao hết. Như tháng 7 này là phải có tụng kinh kinh Di Lạc, thì kinh sám hối để mình đạo cao đài mà phải đi kính cái nhà trời cô minh. Khỏe chứ mấy người mà đọc không? Như dì Sáu đâu có, dì Sáu thì thấy rề rề đâu có đi như mẹ ra đâu, có mình mẹ tự chạy xe đi, mấy đứa gặp gặp mình đăng á hỏi vì tôi cũng chạy xe được hả, nó được tôi đi mỗi ngày đi xe clip á, có xe đạp đây nè, chiếc xe đạp này nè, xe đạp thể dục mỗi ngày mỗi chạm, không đi clip nhau mà. Còn xe đạp thì đi xe đạp này ở nhà, còn xe kia mấy đứa nó không cho đi, không đi. Hôm nay này đám mãn tang của bà chánh sự cúng ở đây là quỳ rồi hành đám, thì mình đi tới đi lui cũng cỡ 3 giờ mỗi lần chồng bà chánh sự. Dì Sáu thì yếu mà dì Sáu khó khăn lắm, ngoài mày kể rồi đó, khó lắm. Ừ, cái chân giờ ốm nhơm mà nhưng mà không có nhất nó teo teo lại, nhưng mà không có nhất, giờ không có nhất nữa. Hổm đi qua Thượng Hải rồi đi Nhật, rồi hổm đi Bà Nà Hiên á, đi Hàn Quốc luôn á. Thì đi Hàn Quốc là đi Úc nữa. Năm nay mẹ 69 tuổi, Tết tới 70 rồi.